Thưa quý vị, truyền thông đưa tin, lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ phát hiện tàu quân sự Trung Quốc ngoài khơi vùng biển Alaska vào đầu tháng này. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Bắc Kinh và Moscow ở Bắc Cực và Bắc Thái Bình Dương và là động thái mà các nhà phân tích cho rằng nhằm chống lại chương trình nghị sự chiến lược do Washington và NATO dẫn đầu trong khu vực. Ba tàu quân sự Trung Quốc được phát hiện cách đảo Amchitka khoảng 200 km về phía Bắc ở phía tây nam của quần đảo Aleutian, một tàu thứ tư được phát hiện cách đảo Amuta khoảng 135 km về phía bắc, cũng ở quần đảo Aleutian. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ cho biết cả bốn tàu Trung Quốc đều đang đi qua vùng biển quốc tế theo đúng các quy tắc và chuẩn mực quốc tế, nhưng vẫn ở bên trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Hoa Kỳ, trải dài 200 hải lý, khoảng 370 km tính từ bờ biển Hoa Kỳ việc tàu chiến trung quốc tiến vào vùng biển ngoài khơi alaska là khá hy hữu vì những hạn chế về hàng hải trong lịch sử cho đến gần đây chủ yếu giới hạn trung quốc trong các hoạt động ven biển tuy nhiên hải quân quân giải phóng nhân dân poa đã bắt tay vào một lộ trình đầy tham vọng nhằm phát triển nhanh chóng năng lực tác chiến biển xanh đặc biệt chú trọng vào việc triển khai lực lượng hải quân sự thay đổi chiến lược này thể hiện rõ khi tiến hành các hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia khác Cách tiếp cận này không chỉ báo hiệu học thuyết hàng hải đang phát triển của Trung Quốc mà còn đóng vai trò là lò luyện cho sự hiện diện của hải quân đang phát triển của nước này trên trường quốc tế. Chúng ta đã từng nói với nhau về chiến lược và chiến thuật vùng xám của Trung Quốc. Đầu tiên là nấn ná, sau đó là thăm dò phản ứng, rồi hiện diện và gia tăng hiện diện, cuối cùng là tuyên bố nó là của mình. Câu hỏi đặt ra là tại sao các tàu chiến Trung Quốc đi qua gần Alaska đang trở nên thường xuyên hơn. Họ đang để mắt tới mục tiêu nào? Trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng giải mã câu chuyện này. Vị trí chiến lược của Alaska có vai trò gì với Trung Quốc? Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu về vị trí chiến lược của Alaska trong tầm nhìn chiến lược của Trung Quốc. Thứ nhất, Alaska gần các tuyến đường biển quốc tế như tuyến đường biển Bắc Cực. Alaska nằm gần các tuyến đường biển qua Bắc Cực, mở ra cơ hội cho việc rút ngắn khoảng cách vận chuyển giữa châu Á và châu Âu. Trung Quốc quan tâm đến việc tiếp cận và sử dụng các tuyến đường này để thúc đẩy thương mại quốc tế. Việc di chuyển tàu chiến qua khu vực gần Alaska giúp Bắc Kinh giám sát các hoạt động hàng hải và bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng khỏi sự can thiệp của các quốc gia khác. Thứ hai, Alaska có các nguồn tài nguyên bắc cực như là dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản. Bắc cực bao gồm cả vùng biển gần Alaska, dầu tài nguyên thiên nhiên. Trung Quốc muốn tham gia vào việc khai thác các nguồn tài nguyên này để đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển kinh tế, Trung Quốc có thể thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học với các quốc gia Bắc Cực bao gồm Hoa Kỳ để phát triển công nghệ và hiểu biết về khu vực này, từ đó tối ưu hóa khai thác tài nguyên. Thứ ba là về chiến lược phòng thủ, vị trí của Alaska gần Trung Quốc có thể được sử dụng để triển khai các hệ thống giám sát và cảnh báo sớm, giúp Trung Quốc theo dõi các động thái quân sự của Hoa Kỳ và các đồng minh. Việc tăng cường hiện diện quân sự gần Alaska có thể răn đe Hoa Kỳ và các quốc gia khác, thể hiện khả năng phản ứng nhanh và sức mạnh của Hải quân Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương. Thứ tư là về hợp tác quốc tế. Bắc Kinh có thể sử dụng sự hiện diện của mình ở khu vực gần Alaska để tăng cường quan hệ với các quốc gia khác có lợi ích ở Bắc Cực, từ đó thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác kinh tế và quân sự. Việc thường xuyên hiện diện ở khu vực gần Alaska cho phép Trung Quốc tạo ra đối trọng với Hoa Kỳ, thể hiện khả năng cạnh tranh và ảnh hưởng trong khu vực chiến lược này. Thứ năm là tuyến đường thương mại mới. Tuyến đường biển Bắc Cực có thể giảm thời gian vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đến châu Âu, từ đó giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh tế. Trung Quốc có thể đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và kinh tế tại khu vực Bắc Cực, bao gồm cả Alaska để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo cơ hội việc làm. Như vậy có thể thấy, vị trí chiến lược của Alaska có vai trò quan trọng đối với Trung Quốc trong các khía cạnh quân sự, kinh tế và ngoại giao. Việc tăng cường hiện diện ở khu vực này giúp trung quốc kiểm soát và bảo vệ các tuyến đường biển quốc tế khai thác nguồn tài nguyên bắc cực tăng cường an ninh quốc gia và củng cố quan hệ quốc tế đồng thời nó cũng cho phép trung quốc tạo ra đối trọng với hoa kỳ và các đồng minh trong khu vực chiến lược này cho nên chúng ta dễ dàng hiểu được việc trung quốc đang nỗ lực mở rộng phạm vi hoạt động của hải quân mình trên toàn cầu việc triển khai tàu chiến gần alaska là một phần của chiến lược này nhằm thể hiện khả năng và sức mạnh của hải quân trung quốc bắc kinh nhìn vào bắc cực đây là khu vực có tầm quan trọng chiến lược với nguồn tài nguyên phong phú và tuyến đường biển mới mở ra do biến đổi khí hậu. Trung Quốc mặc dù không phải là quốc gia Bắc Cực vẫn quan tâm đến việc tham gia vào các hoạt động tại khu vực này. Nhìn trên bản đồ có thể thấy khu vực Bắc Cực đã thu hút sự chú ý vì tầm quan trọng chiến lược của nó, không chỉ là điểm nóng giữa Hoa Kỳ và Nga mà còn là tuyến đường biển nối liền châu Á Thái Bình Dương và châu Âu khi biến đổi khí hậu làm tan chảy băng ở Bắc Cực. Kết quả là Alaska và biển Bering ở Bắc Thái Bình Dương đã trở thành cửa ngõ quan trọng vào biển Bắc Cực. Đối với Hoa Kỳ mà nói, việc tàu chiến Trung Quốc đi qua gần Alaska có thể là một động thái nhằm thách thức quyền lực và sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương và Bắc Cực. Điều này có thể coi là một tín hiệu cho thấy Trung Quốc không ngần ngại thể hiện sức mạnh quân sự gần các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Việc di chuyển tàu chiến gần Alaska có thể được coi là một biện pháp phòng thủ chiến lược nhằm răn đe các động thái quân sự của các quốc gia khác, đặc biệt là Hoa Kỳ trong khu vực. Các hoạt động này cũng giúp Trung Quốc tăng cường khả năng giám sát và thu thập thông tin tình báo về các hoạt động quân sự của các nước khác trong khu vực, bao gồm cả Hoa Kỳ và các đồng minh. Khi gia tăng hiện diện ở Alaska và biển Bering, Trung Quốc có thể sử dụng các hoạt động này để tăng cường quan hệ với các quốc gia khác, đặc biệt là các quốc gia có lợi ích ở Bắc Cực. Việc thể hiện sức mạnh quân sự ở khu vực này có thể giúp Trung Quốc củng cố quan hệ đối tác và đàm phán với các nước liên quan. Cách đây vài ngày, lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố rằng nước này sẽ đứng lên cùng với Nga để xây dựng một trật tự thế giới mới. Tuy nhiên, với nước cờ ở Alaska và biển Bering, Trung Quốc đang đe dọa chiến lược tới cả Nga và thách thức hàng loạt các quốc gia khác. Người ta tự đặt câu hỏi rằng, trật tự thế giới mới có phải là một kiểu trật tự hoạt động theo luật lệ của Trung Quốc hay không? hàng loạt quốc gia nằm trong vòng đe dọa vì sự hiện diện của tàu chiến trung quốc đầu tiên phải kể đến là hoa kỳ việc tàu chiến trung quốc thường xuyên di chuyển gần alaska và biển bering có thể được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của hoa kỳ điều này có thể làm tăng khả năng giám sát và thu thập thông tin tình báo về các hoạt động quân sự của hoa kỳ trong khu vực cụ thể sự hiện diện của tàu chiến trung quốc có thể cải thiện khả năng tấn công của trung quốc trong khu vực bao gồm khả năng phóng tên lửa và thực hiện các cuộc tấn công hải quân Điều này đe dọa trực tiếp đến an ninh của các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ ở Alaska và Thái Bình Dương. Tàu chiến Trung Quốc có thể được trang bị các thiết bị giám sát và do thám, giúp thu thập thông tin về các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ, bao gồm hoạt động của hải quân, không quân và các căn cứ quân sự ở Alaska. Trung Quốc có thể sử dụng tàu chiến để tiến hành các hoạt động tấn công mạng và chiến tranh điện tử, nhắm vào các hệ thống thông tin và liên lạc của Hoa Kỳ, gây gián đoạn và làm suy yếu khả năng phòng thủ của quốc gia này. Về góc độ chiến lược, biển Bering và các vùng biển gần Alaska là những tuyến đường biển chiến lược quan trọng. Sự hiện diện của tàu chiến Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến quyền kiểm soát của Hoa Kỳ đối với các tuyến đường này, từ đó đe dọa đến an ninh hàng hải và tự do lưu thông hàng hải. Thêm nữa, có thể làm phức tạp thêm cuộc cạnh tranh địa chính trị, đặt Hoa Kỳ vào tình thế phải đối mặt với nhiều thách thức hơn trong việc bảo vệ quyền ảnh hưởng và quyền kiểm soát của Hoa Kỳ đối với các tuyến đường biển chiến lược ở Bắc Cực, gây khó khăn cho việc duy trì an ninh hàng hải và bảo vệ lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ. Để đối phó với Trung Quốc, Hoa Kỳ cần xây dựng thêm căn cứ quân sự hoặc nâng cấp các căn cứ hiện có ở Alaska để tăng cường khả năng triển khai và bảo vệ lực lượng. Chi phí này có thể lên đến hàng tỷ USD, chưa kể đến Mỹ phải tăng cường tuần tra và triển khai tàu chiến, máy bay chiến đấu điều này đòi hỏi việc mua sắm thêm tàu chiến máy bay và các trang thiết bị quân sự khác đồng thời tăng cường các hoạt động tuần tra và diễn tập quân sự chi phí có thể ước tính từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ usd mỗi năm để theo dõi hoạt động của tàu chiến trung quốc hoa kỳ cần đầu tư vào các hệ thống radar và vệ tinh giám sát tiên tiến chưa kể đến việc đòi hỏi việc tăng cường nhân lực và công nghệ để thu thập và phân tích thông tin về các hoạt động quân sự của trung quốc hoa kỳ cần thúc đẩy các hiệp ước phòng thủ chung và chia sẻ thông tin tình báo với các quốc gia đồng minh như Canada, Nhật Bản và các nước NATO. Chi phí này chủ yếu liên quan đến việc tổ chức các cuộc họp, diễn tập quân sự chung và các dự án hợp tác khác. Bên cạnh đó, Hoa Kỳ có thể tìm kiếm hợp tác với các quốc gia có lợi ích ở Bắc Cực như là Na Uy, Đan Mạch, qua Greenland và Nga, dù việc này phức tạp do mối quan hệ hiện tại. Nhìn chung, Hoa Kỳ cần phải hành động tổng thể và toàn diện, mà tất cả những hoạt động này đều gia tăng số tiền đầu tư Chi phí cho các hoạt động đều rất lớn. Nước thứ hai bị ảnh hưởng là Nga. Nga có lợi ích chiến lược và kinh tế lớn ở Bắc Cực. Sự gia tăng hiện diện của Trung Quốc có thể tạo ra sự cạnh tranh trong việc khai thác tài nguyên và kiểm soát tuyến đường biển. Mặc dù Nga và Trung Quốc có mối quan hệ hợp tác, sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Trung Quốc ở Bắc Cực có thể tạo ra sự không chắc chắn và căng thẳng trong liên minh này. Vì Nga hiện có ảnh hưởng lớn ở Bắc Cực và coi đây là khu vực chiến lược quan trọng. Sự hiện diện mạnh mẽ của Trung Quốc có thể làm giảm quyền kiểm soát và ảnh hưởng của Nga trong khu vực này, dẫn đến sự cạnh tranh về quyền lực. Sự hiện diện của Trung Quốc có thể dẫn đến cạnh tranh trực tiếp với Nga trong việc khai thác các tài nguyên này, làm giảm lợi ích kinh tế của Nga. Mặc dù hai quốc gia này có vẻ như là đối tác với nhau, nhưng giữa hai quốc gia là sự ngờ vực rất lớn. Nga có thể lo ngại rằng Trung Quốc sẽ không tôn trọng các thỏa thuận hoặc lợi ích của Nga trong khu vực. Sự gia tăng hiện diện của Bắc Kinh có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong liên minh khiến Nga cảm thấy bị lép vế và phải đối mặt với các quyết định khó khăn trong việc duy trì các mối quan hệ đối tác. Hơn nữa, sự hiện diện của tàu chiến và lực lượng quân sự Trung Quốc có thể buộc Nga phải tăng cường sự hiện diện quân sự của mình để bảo vệ lợi ích và quyền kiểm soát ở Bắc Cực, dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém. Nhìn chung, sự hiện diện quân sự mạnh mẽ của Trung Quốc ở Bắc Cực có thể tạo ra nhiều thách thức và tình thế khó khăn cho Nga. Những thách thức này bao gồm cạnh tranh chiến lược và kinh tế, sự không chắc chắn trong liên minh, thách thức an ninh và quân sự, áp lực nội bộ và quan hệ quốc tế phức tạp. Để đối phó với những thách thức này, Nga sẽ cần phải điều chỉnh chiến lược của mình, tăng cường hiện diện quân sự và hợp tác quốc tế, đồng thời duy trì sự cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc. Nếu đứng ở góc độ quốc tế, chúng ta sẽ thấy khi Trung Quốc mang tàu chiến của mình hiện diện ở Alaska và biển Bering, động thái này đặt cả Mỹ và Nga vào một mối lo ngại chung. Điều này cho thấy chính bản thân hai quốc gia này vẫn cần phải hợp tác với nhau để cùng đối phó với sự đe dọa của Trung Quốc. Đó là lý do mà Trump đã muốn ngừng trừng phạt Nga và muốn để Nga đứng ngoài để tập trung đối phó với Trung Quốc. Vì về mặt chiến lược, Trung Quốc là mối đe dọa hiện hữu hơn với Hoa Kỳ, còn Nga thì không phải là mục tiêu số một. Ở phương diện này, Nga và Mỹ vẫn cần phải bắt tay với nhau, có như thế mới kìm hãm được giấc mộng bá quyền và tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Quốc gia thứ ba chịu ảnh hưởng là Canada, với vùng lãnh thổ rộng lớn và vùng biển ở Bắc Cực, có thể cảm thấy bị đe dọa bởi sự hiện diện của tàu chiến Trung Quốc gần biên giới và vùng biển của mình, đặc biệt là vùng Bắc Cực và bờ biển phía Tây. Điều này có thể làm tăng nguy cơ về các hoạt động quân sự gần biên giới Canada. Tàu chiến Trung Quốc có khả năng thực hiện các hoạt động tấn công và phản công trong khu vực, bao gồm khả năng phóng tên lửa hoặc tiến hành các cuộc tập kích quân sự. Điều này đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc phòng của Canada. Đồng thời, nó có thể gây áp lực lên Canada trong việc bảo vệ và khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Bắc Cực. Thêm vào đó là sự hiện diện của tàu chiến Trung Quốc ở gần Alaska có thể đe dọa đến tự do hàng hải và an ninh của các tuyến đường biển quan trọng mà Canada sử dụng cho thương mại quốc tế. Xin lưu ý là Canada có đường biên giới rất dài với Hoa Kỳ. Khi Canada bất ổn, nó đe dọa đến toàn bộ vùng biên giới phía Bắc của Mỹ, cho nên đây không phải là bài toán của riêng Canada mà thôi để đối phó với sự hiện diện quân sự của trung quốc canada có thể phải tăng cường ngân sách quốc phòng đầu tư vào các hệ thống phòng thủ và quân sự tiên tiến hơn điều này có thể gây ra áp lực tài chính lớn đối với canada họ cần phải đầu tư vào các hệ thống phòng thủ tên lửa radar giám sát và các thiết bị quân sự hiện đại khác để bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của mình nhìn chung canada cũng phải nhờ vả vào, vào chiếc ô an ninh của mỹ để chống lại trung quốc đương nhiên vai trò của hoa kỳ vẫn không thể bị chối bỏ trong giải quyết vấn đề đối phó với Trung Quốc ở đây. Ngoài ra, các quốc gia Bắc Âu như Na Uy, Thụy Điển và Đan Mạch qua Greenland có thể lo ngại về sự hiện diện của Trung Quốc ở Bắc Cực, ảnh hưởng đến an ninh và ổn định khu vực. Các quốc gia này cũng có lợi ích kinh tế ở Bắc Cực và có thể thấy sự cạnh tranh gia tăng từ Trung Quốc trong việc khai thác tài nguyên. Bên cạnh đó, NATO và các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực có thể coi sự gia tăng hiện diện của Trung Quốc như một mối đe dọa đối với an ninh và ổn định khu vực điều này có thể dẫn đến các biện pháp phản ứng và gia tăng căng thẳng quân sự nato có thể cần phải điều chỉnh chiến lược của mình để đối phó với sự hiện diện của bắc kinh bao gồm việc tăng cường sự hiện diện quân sự và hợp tác trong khu vực nhưng vấn đề nằm ở chỗ nato đang tập trung đối phó với nga điều này tạo lỗ hổng ở sân nhà và trung quốc đã lợi dụng lỗ hổng này để uy hiếp nato đã đến lúc nato phải quay trở lại với mục tiêu chính của mình nếu như không muốn bị coi là một liên minh quân sự không có tầm nhìn chiến lược hẳn có lúc quý vị cũng đặt câu hỏi rằng tại sao lúc nào cũng nói trung quốc là mối đe dọa toàn cầu trung quốc được coi là mối đe dọa toàn cầu do một loạt các hành động và chiến lược của nước này bao gồm quân sự kinh tế chính trị và công nghệ trung quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào quân đội bao gồm hiện đại hóa lực lượng hải quân không quân và các đơn vị tên lửa sự phát triển này không chỉ nhằm bảo vệ biên giới của trung quốc mà còn nhằm thể hiện sức mạnh quân sự ở nước ngoài Nước này đã tiến hành các hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo ở biển Đông và biển Hoa Đông, dẫn đến căng thẳng với các quốc gia láng giềng và thách thức luật pháp quốc tế. Sản phẩm đặc trưng của Bắc Kinh là dự án vành đai và con đường, thông qua sáng kiến này, Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng ở nhiều quốc gia, từ châu Á, châu Phi đến châu Âu, nhằm mở rộng ảnh hưởng kinh tế và chính trị. Trung Quốc sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để tạo ảnh hưởng và đôi khi để gây áp lực lên các quốc gia khác các chính sách thương mại của Bắc Kinh, bao gồm trợ giá và trợ cấp cho các doanh nghiệp nhà nước, đã gây ra các mối quan ngại về cạnh tranh không công bằng. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực công nghệ cao như là mạng 5G và trí tuệ nhân tạo AI, dẫn đến sự lo ngại về việc sử dụng công nghệ để giám sát và kiểm soát thông tin chưa kể đến việc là họ sử dụng công nghệ này để phục vụ cho mục tiêu quân sự, chính trị và an ninh quốc phòng. Quả thực, Trung Quốc đã nhiều lần bị cáo buộc đứng sau nhiều cuộc tấn công mạng và hoạt động gián điệp nhằm vào các quốc gia khác bao gồm cả việc đánh cắp thông tin công nghệ và quân sự. Chưa kể đến việc họ sử dụng ngoại giao và các khoản tài trợ kinh tế để tạo ảnh hưởng tại Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác. Đôi khi, để thúc đẩy các chính sách có lợi cho mình, đồng thời sử dụng các chiến lược phân hóa và thao túng để gây ảnh hưởng chính trị trong các quốc gia khác, gây ra sự phân cực và bất ổn. Đáng lưu ý là nước này đã quá nhiều lần bị chỉ trích vì các hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng bao gồm việc đàn áp các dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và các quyền lợi cơ bản khác. Đối với hầu hết tất cả các cáo buộc và chỉ trích, Bắc Kinh đều phớt lờ và coi nó như là gió thổi ngang tai. Thay vào đó, họ ngang nhiên thách thức các tổ chức quốc tế. Điều này khiến cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Trung Quốc là một cường quốc hoạt động theo luật lệ của riêng mình và không tuân thủ luật pháp quốc tế. Họ cảm thấy rằng ngôi sao mới nổi này có tham vọng quá lớn và muốn phổ cập tư tưởng của mình tới toàn thế giới đây là mối đe dọa cho giá trị phổ quát cho nên trung quốc được coi là một mối đe dọa toàn cầu vì sự kết hợp của nhiều yếu tố bao gồm sự mở rộng quân sự chiến lược kinh tế mạnh mẽ phát triển công nghệ tiên tiến ảnh hưởng chính trị toàn cầu và vi phạm nhân quyền những yếu tố này không chỉ tạo ra căng thẳng với các quốc gia khác mà còn gây ra lo ngại về sự ổn định và hòa bình quốc tế để đối phó với mối đe dọa này cộng đồng quốc tế cần phối hợp và duy trì sự cảnh giác đồng thời thúc đẩy các biện pháp bảo vệ luật pháp quốc tế và nhân quyền. Vậy Trung Quốc và Nga có sự khác nhau về tham vọng không? Trên thực tế, hai quốc gia này đều có những tham vọng riêng của mình và tìm kiếm ảnh hưởng toàn cầu, nhưng có sự khác biệt rõ ràng về cách tiếp cận, chiến lược và mục tiêu cụ thể của họ. Trung Quốc chủ yếu sử dụng sức mạnh kinh tế và chiến lược ngoại giao mềm để mở rộng ảnh hưởng, trong khi Nga thường sử dụng sức mạnh quân sự và quyền ảnh hưởng từ các liên minh quân sự. Sự khác biệt này phản ánh các ưu tiên và khả năng khác nhau của hai quốc gia trong vực theo đuổi tham vọng của riêng mình nga muốn cạnh tranh về quyền ảnh hưởng tức là muốn thể hiện vai trò của mình trong bàn cờ địa chính trị nhưng trung quốc thì nguy hiểm hơn các nhà lãnh đạo bắc kinh muốn thống trị và trị vì thế giới này bằng luật lệ của riêng mình đó là lý do vì sao mỹ cần để nga là một đối thủ cạnh tranh địa chính trị và chiến lược chứ không phải là kẻ thù mục tiêu chiến lược cần phải rõ ràng để không lộ sườn cho trung quốc tấn công và hạ bệ hoa kỳ từ đó xoán ngôi vị khuất phục thế giới bằng tư tưởng của riêng mình đến đây thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng xin mời quý vị để lại bình luận và cảm xúc ở phần dưới lê minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo